Thưa quý vị và các bạn, dù Kon Tum chưa bước vào cao điểm của mùa mưa, thế nhưng tại tuyến đường Tô Hiến Thành, tổ dân phố 2B, thị trấn Đắc Hà, huyện Đắc Hà, người dân đã phải sống trong cảnh hết sức chật vật. Mưa là ngập, mưa là đường thành sông. Trước thực trạng này, người dân sinh sống hai bên đường đã nhiều lần kiến nghị tới các cấp chính quyền, các ngành chức năng. Thế nhưng, gần 20 năm đã qua đi, mỗi khi mùa mưa về, họ vẫn thấp thỏm, lo âu. Đây là những bình luận hết sức gay gắt về sự xuống cấp của tuyến đường Tô Hiến Thành, tổ dân phố 2, thị trấn Đắc Hà, huyện Đắc Hà mà chúng tôi ghi nhận được. Và đây là lý do. Theo lời người dân sinh sống dọc tuyến đường Tô Hiến Thành, con đường đã được san ủi cách đây gần 20 năm. Con đường có chiều dài gần 2 km, vừa là tuyến đường nội thị, vừa là đường vận chuyển nông sản. Nhiều em học sinh tại xã Hà Mòn cũng qua tuyến đường này để đi học tại trường Trung học Phổ thông Trần Quốc Tuấn, thị trấn Đắc Hà. Qua quan sát của phóng viên, dọc tuyến đường hệ thống cống gom nước thải cũng được xây dựng. Thế nhưng không hiểu vì lý do gì, con đường nhiều năm vẫn chưa được đầu tư. Theo thời gian, nền đường ngày càng xuống cấp nghiêm trọng. Đoạn đường này thì cái dân mà dân gốc ở cái chỗ C5 đắc V2 này là sống đây là mấy chục năm, từ năm tâm mấy giờ cơ. Đấy, nhưng mà từ ngày nhà nước là mở cái đường này cho đến giờ, huyện mở con đường này cho đến giờ thì thực mà nói là chưa làm được. Mà dân ở đây cũng đóng góp đến 2-3 lần sửa chữa đấy. Nhưng mà đợt này nó quá nặng đấy, không có đi được nữa. Kể cả đi bộ cũng đi được, không phải là đi xe máy đâu. Thời điểm chúng tôi ghi hình, dù thời tiết nắng ráo, nhưng đoạn đường Tô Hiến Thành vẫn trong tình trạng bùn lầy như thế này. Theo phản ánh của người dân, con đường đã xuống cấp nhiều năm. Người dân cũng tự đóng góp mua đất đá, xà bẩn về san gạt nền đường. Tuy nhiên, hơn một năm nay, tình trạng hư hỏng xuống cấp càng trở nên nghiêm trọng. Lòng đường bị sụt lún, tạo thành những rãnh sâu, rộng. Chỉ cần một trận mưa lớn, nước từ các tuyến đường khác đổ dồn về đường Tô Hiến Thành, lòng đường thành dòng suối. Mùa mưa là không thể đi được, chắc chắn là không thể đi được. Mùa nắng, bây giờ là không có mưa mà nó đi không được rồi. Mùa mưa, nếu mà có mưa xuống là không thể đi được. Nó xuống cấp hai bên đường là đã những cái rãnh rất là lớn rồi. Nói thật là nếu mà đi ô tô, đi bán tải này còn vất vả, chứ đừng nói là đi xe máy mà đi mùa mưa được, chắc chắn là không đi được. Mùa mưa nếu mà có trận mưa là như dòng suối ấy. Cũng bởi nền đường thấp, mỗi khi trời mưa, nước từ các khu dân cư lân cận đổ dồn về đường Tô Hiến Thành, tràn vào khu vực nhà dân. Hộ gia đình bà Trương Thị Thanh, tổ dân phố 2B, thị trấn Đắc Hà, là một trong những gia đình chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi tình trạng ngập đường này. Dù nền nhà đã đôn cao, nhưng trong đợt mưa lớn của mùa mưa năm 2023, nước vẫn tràn vào tận nhà, gây ngập úng và hư hỏng một số đồ gia dụng. Thậm chí nước mưa, nước thải và bùn đất còn tràn vào giếng, khiến gia đình bà nhiều ngày liền không có nước sinh hoạt. Để khắc phục tình trạng này, trước mắt gia đình bà Thanh đã nâng cao thành giếng. Cái đợt nó mưa to mà, bà nói nè, mưa không thể mà đi ra sân được thế. Mưa không thể đi ra sân được mà là cứ bà phải vào mà léo lên giường là biết rồi đó. Mà mưa nhà mình vô nhà vào nút mày lên thêm vô nhà luôn á. Và mà bà biết rằng bà phải chạy léo lên giường, bà sợ có một lần này đi vào nhà cái ngã đập đầu xuống nỡ này xuống nhà luôn ấy. Lo mưa ướt à? Mưa mà cái đất vào nó rồi trơn. Vừa là có chứ gạch khóa này nó đất vào này nó trớn là đi là trượt ngã đụng đập đâu xuống nữa luôn đó, xuống nhà luôn đó. Yeah. Nước lút cả giếng, cả vô giếng luôn, có chứ là gạo đục luôn không ăn được, cuối cùng vì cháy đó, cháy để mà nỡ đợt khác chứ không đợt khác mà vào này là không có nước mà ăn. Cũng bởi tình trạng ngập nước nên nhiều năm nay khu vườn của gia đình ông Mai Văn Hiệp đành bỏ trống như thế này. Đây vốn là vườn trồng cà phê, cây ăn trái của gia đình ông. Tuy nhiên cứ mưa là sỏi, cát và đá từ các khu vực khác tràn vào vườn, vùi lấp cây trồng. Tình trạng này diễn ra hàng năm,
nên ông Hiệp không thể san gạt, khôi phục lại vườn cây. Bức xúc và đã nhiều lần kiến nghị đến các cơ quan chức năng, nhưng ông Hiệp vẫn chưa nhận được lời giải đáp thỏa đáng cho những thiệt hại mà gia đình đã và đang gánh chịu. Mọi cái năm mưa vẫn ngập, vẫn chảy cái đan quá cái như sân, vẫn tràn quá cái sau này cái chảy cổng này thoát không đủ để có chảy. Đó cổng cho cái ông trinh nói cổng mới có đấy nè. Là coi như đâu có đủ thoát đâu. Những cái nhà ở dưới này là sau đó ngập quá chứ hết ngập chảy cái băng quá hết. Trận mưa vừa rồi này, hồ cả của dân từ đây xuống dưới kia bị có những phá vỡ hết đấy. Cũng bởi tình trạng mưa ngập nên người dân tại đường Tô Hiến Thành buộc phải dựng những lô cốt như thế này. Ít ai có thể ngờ được đây là những hình ảnh được ghi lại ngay tại nội thị của một thị trấn. Trước khi chính quyền địa phương xây dựng đường, thì người dân bằng vật tư tại chỗ dựng rào chắn nước vào nhà. Vô hình chung, chính những rào chắn này khiến cho lòng đường Tô Hiến Thành càng trở nên trũng thấp, vừa gây mất mỹ quan đô thị, vừa tiềm ẩn những nguy cơ về mất an toàn giao thông. Người dân tại khu dân cư này gọi đường Tô Hiến Thành là đường thanh niên. Bởi lẽ với hiện trạng đường xuống cấp như thế này thì chỉ có thanh niên mới đủ sức để lái xe qua những đoạn ổ trâu, ổ voi. Con đường không chỉ nguy hiểm vào lúc mưa mà ngay cả những ngày nắng ráo cũng ít người dám thử sức đi qua. Theo người dân sinh sống hai bên đường, đã có nhiều tai nạn xảy ra tại đây. Nhẹ thì ngã xe, xây sát. Nặng thì gãy tay, gãy chân. Rất ảnh hưởng, chị là rất ảnh hưởng tại vì là thứ nhất là về mỹ quan này, thứ hai là cái mình sử dụng là không đảm bảo an toàn. Ví dụ như bọn em đây là thanh niên đấy, tay lái còn cứng, nhưng như chẳng hạn như vợ em ấy, ngày xưa vợ em làm gần đây này, ăn là ví dụ đi con đường này là ngã suốt ngày. Mình đây đi nhiều khi còn phải trượt ngã, nói gì phụ nữ. Ví dụ chở con cái đi học thì như này. Chở con gái thì chấp nhận, nếu mà ví dụ như bất đắc dĩ mình phải đi này thôi, còn nếu không mình phải chọn cái đoạn khác. Có thể xa hơn hoặc như nào đấy thì mình đi thôi, chứ còn trẻ con thì nếu mà có trẻ con thì nó thật không ai đi đường này, bất đắc dĩ phải đi đường này thôi. Hiện dọc đường Tô Hiến Thành có trên 40 hộ dân sinh sống, đoạn đường dài, dân cư thưa thớt nên việc người dân đóng góp làm đường là điều hết sức khó khăn. Trong nhiều năm qua, đường xuống cấp nghiêm trọng đã ảnh hưởng lớn đến người dân, học sinh trong việc đi lại và giao thương hàng hóa. Đặc biệt, việc vận chuyển nông sản vào mùa thu hoạch qua đoạn đường này gần như không thể thực hiện. Người dân đã nhiều lần kiến nghị các cấp đầu tư, tu sửa, nhưng vẫn chưa nhận được hồi đáp thỏa đáng. Cho nên là giờ cũng yêu cầu là những người có chức trách về nhà nước là quan tâm đến con đường này, quan tâm đến bà con dân đấy, chứ không là đường này là xảy ra tai nạn liên tục, không đi nổi. Đấy, chứ yêu cầu là huyện với tỉnh á, có một cái chủ trương rót vốn về làm sao để làm con đường này cho dân, cho nó đi đỡ khổ. Không cần hết làm hết đất, hết đường, nhưng mà ý là làm cái chỗ để mà đi lại cho nó thuận lợi. Chứ không đến mùa là hàng nông sản, cà phê, rồi mì, các thứ về là không có đang làm gì mà chở được. Không có xe nào mà đi được hết. Đó nè, nhưng mà để thế này là không có xe nào đi bộ đâu, chẳng đi được, không phải đi xe. Thứ nhất là mùa màng nông sản về, thứ hai nữa là học sinh á, trong Hà Mòn với các xã đi ra đi học trường cấp 3, trường Quốc Tuấn này để cho nó thuận lợi, chứ đừng đi ra ngoài huyện ngoài kia là nó cản trở giao thông nhiều lắm chứ. Muốn các như huyện này, vậy có như tỉnh nhà nước này là đầu tư một cái đường này với đường liên quan xã có như Hà Mòn nữa, là muốn làm con đường này do có như dân đi chỗ hoàn thiện, giờ đường này giờ dân đi đâu được đâu. Từ Hà Mòn ra cái không được, mà khi để bồi thường này quy hết cái đường này là năm 2008 có như lễ cái tư là nói là làm cái đường này, làm cái đầu tiên này đổ nhớ này, mà giờ gần 20 năm trời rồi chưa có như ấy, mà giờ dân đi không được rồi. Giờ đi thu thuế ngân sách của nhà nước, họ này đường không có đi, họ không nộp kìa.
Việc đầu tư xây dựng tuyến đường Tô Hiến Thành sẽ tạo thành trục giao thông phục vụ đi lại sản xuất của người dân xã Hà Mòn và thị trấn Đắc Hà, tạo điều kiện cho nhân dân ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế. Theo phản ánh của người dân, không chỉ riêng đường Tô Hiến Thành mà tại thị trấn Đắc Hà, huyện Đắc Hà còn nhiều tuyến đường xuống cấp, hư hỏng. Hầu hết các tuyến đường này đều kéo dài, nằm ở khu vực thưa dân cư.